Luật sư Nhậm, anh chính là người quản lý di sản. Tôi là luật sư đại diện hợp pháp, là người được ủy thác quản lý tài sản của anh Ngụy Tử Lạc do tòa án ủy nhiệm. Tôi tên Hạ Du Thiến, tôi tới nơi này vì muốn lấy lại di sản của chị tôi là Hạ Du Lệ. Chắc là đang ở chỗ anh rể của tôi đúng không? Tất cả tài sản của cô Du Lệ cũng chính là của Hạ Du Lệ mà cô vừa nói, đúng là được thừa kế bởi anh Ngụy Tử Lạc. Tôi có đọc qua quy định, em gái ruột sẽ có quyền lấy lại một nửa. Thật ngại quá. Căn cứ vào hồ sơ của phòng chứng thực di chúc, cô Du Lệ không có bất kỳ người thân nào ở Hồng Kông và Thái Lan cả. Chắc là các anh tưởng chị gái tôi là Hoa Kiều Thái Lan đúng không? Thật ra là tôi và chị ấy đã lớn lên ở Campuchia. Có một năm bão rất lớn, lũ lụt bất ngờ, cả làng chúng tôi đã bị nước lũ tàn phá. Tôi và chị ấy đã thất lạc nhau. Tôi cứ tưởng là chị ấy bị nước lũ cuốn đi rồi, nhưng mà thì ra chị ấy bị tổ chức buôn người bắt cóc. Tôi ở Campuchia nhiều năm cũng không có tin từ chị ấy, cho tới gần đây tôi coi được một cuốn tạp chí của Hồng Kông. Thì ra là chị gái của tôi đã thay tên đổi họ và chị ấy cũng không còn nữa. Thậm chí tôi không thể gặp mặt chị ấy lần cuối. Xin chia buồn với cô. Cảm ơn. Tôi có thể thấy được tình cảm của cô và cô Du Lệ rất sâu đậm. Nhưng mà về mặt pháp lý, cần có hồ sơ chứng thực mối quan hệ của cô và cô Du Lệ mới được. Tôi có hồ sơ. Luật sư Nhậm à, tấm hình này là hình chụp tôi và chị tôi lúc nhỏ đó. Còn tờ này là giấy khai sinh ở Campuchia của tôi. Còn đây là bản tuyên bố có chữ ký của hiệu trưởng, trưởng làng và họ hàng, là hàng xóm của chúng tôi ngày xưa, chứng minh tôi và chị Du Lệ thật sự là chị em ruột, chị ấy là chị gái tôi đó. Cô Hà, hồ sơ mà cô cung cấp chỉ có thể chứng minh thân phận của cô. Nếu như cô không thể chứng minh mối quan hệ huyết thống giữa cô và cô Du Lệ thì không thể làm thủ tục thừa kế di sản. Tại sao lại làm khó dễ tôi chứ? Tôi ở Campuchia tìm kiếm lâu như vậy, sau đó tôi từ Campuchia bay tới Hồng Kông mới tìm được hài cốt của chị tôi thôi. Vậy mà bây giờ anh lại nói tôi không phải em chị ấy. Cô bình tĩnh lại đi. Anh muốn tôi bình tĩnh kiểu gì? Anh coi tấm hình đi, anh coi đi, y chang luôn nè. Anh nhìn đi, nhìn đi. Sao lại không chứng minh được? Luật sư Nhậm à, anh quản lý tiền giùm anh rể tôi đúng không? Người anh rể tôi yêu nhất là chị tôi, người chị tôi thương nhất chính là tôi. Anh làm vậy là trái với ý nguyện của họ rồi. Về mặt pháp luật, nếu như cô không có hồ sơ tín nhiệm của chính phủ, trừ phi cô có thể cung cấp báo cáo giám định ADN. Nhưng mà theo như tôi được biết, cô Du Lệ không có để lại bất kỳ mẫu ADN nào hết. Luật sư Nhậm, anh làm vậy tức là đang làm khó dễ một cô gái như tôi rồi. Tôi và chị tôi thất lạc lâu như vậy, chị ấy cũng không còn nữa. Làm sao tôi có thể làm báo cáo giám định ADN được chứ? Luật sư Nhậm à, anh cũng có người thân mà đúng không? Tôi đi tìm chị của tôi lâu như vậy rồi. Khối tài sản này là tâm huyết cả đời của chị ấy đó. Tôi không thể phụ lòng chị ấy. Tôi cầu xin anh thương xót cho tôi đi, giúp tôi với. Luật pháp cũng có tình người mà. Cô Hà, tôi cũng rất muốn giúp cô. Nhưng mà luật pháp coi trọng pháp lý tình, tức là nói pháp lý trước, cuối cùng mới nói đến tình. Không có hồ sơ, không có báo cáo ADN, tôi cũng không giúp được cô đâu. Ừ, tôi hiểu mà. Thật ngại quá, làm tốn thời gian của luật sư Nhậm rồi. Tôi tốn mất nửa đời người, cuối cùng cũng để tôi tìm lại chị gái. Rõ ràng đã có đủ nhân chứng vật chứng rồi mà, nhưng mà họ vẫn bắt tôi phải cung cấp báo cáo ADN. Chị gái của tôi đã được quả thiêu, làm sao mà xét nghiệm ADN được nữa? Họ làm như vậy rõ ràng là đang làm khó dễ một cô gái yếu đuối như tôi. Cô Hạ, chúng tôi vô cùng thương xót cho cảnh ngộ của cô. Nhưng mà mọi người ở bên ngoài đều nói người quản lý làm như vậy là vì lợi ích chung. Bởi vì dù sao di sản của cô Du Lệ có tổng giá trị gần 13 tỷ đô Hồng Kông. Nếu như cô được chia một nửa cũng đã có 6 tỷ mấy rồi. Cô có nghĩ sẽ xử lý khối di sản này ra sao không? Tôi biết chị tôi đã từng làm chuyện sai trái. Ấn tượng của mọi người về chị ấy chắc chắn không tốt. Nhưng mà thật ra lúc nhỏ chị ấy không có vậy đâu. Chị ấy rất là tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Mà tâm nguyện lớn nhất của chị chính là trở thành một nhà từ thiện đó. Cảm ơn. Tôi biết là chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy tôi rất tham tiền,
Nhưng mà thật ra tôi chỉ là muốn tìm lại được chị của tôi mà thôi. Về phần số tiền đó, tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của chị ấy. Luật sư Tào, anh đã xem vụ việc của cô Hạ rồi. Tại sao cô lại bị từ chối thừa kế di sản của cô Du Lệ chứ? Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ quy định của pháp luật đối với thừa kế di sản. Với trường hợp của cô Du Lệ, lúc cô ấy qua đời không có lập di chúc, cô không có họ hàng, chỉ có bạn đời vẫn còn sống, cho nên chồng của cô ấy có thể thừa kế toàn bộ di sản. Nếu như sau đó mới phát hiện cô Du Lệ có em gái ruột thì sao? Nếu như cô Hạ có thể chứng minh được cô ấy là em gái ruột của cô Du Lệ thì trong trường hợp như trên, cô ấy có thể được chia một nửa di sản. Về mặt pháp luật, làm sao có thể chứng minh được? Một phương pháp đơn giản và khoa học nhất chính là xét nghiệm ADN. Nhưng mà đáng tiếc cô Du Lệ không có để bất kỳ ADN nào. Cho nên áp dụng phương pháp thứ hai, cô Hạ có thể dùng văn bản chính phủ chứng minh mối quan hệ chị em của họ. Nếu như cô Hạ thật sự không tìm được văn bản chính phủ thì có cách nào khác nữa không? Vẫn còn một phương pháp gián tiếp hơn, cô Hạ có thể kháng cáo ra tòa, đưa ra bằng chứng trước tòa, chứng minh bản thân chính là em gái ruột của cô Du Lệ. Và anh Nguyễn Tử Lạc sẽ không còn là người thụ hưởng duy nhất của di sản nữa. Anh ấy phải chia một nửa cho cô Hạ. Hai cậu có để ý tin tức gần đây không? Dù xếp mạc muốn nói là Hạ Du Thiến. Cô gái này tự nhiên đi rêu rao, nói mình là em ruột bị thất lạc của Du Lệ. Rõ ràng là muốn lợi dụng áp lực từ dư luận. Chắc chắn không phải là chú cù non khi đứng trước ống kính. Nói không chừng là có âm mưu khác. Nhưng mà cô ta đúng là nhìn giống Du Lệ lắm. Ngay cả thân hình cũng giống. Thật sự phải ra tòa mới biết cô ta có thể lấy được số tiền đó không. Chuyện tôi sợ nhất là cô ta lấy được tiền. Anh đang lo sợ cô ta không chỉ lấy được tiền mà còn muốn tính sổ với cảnh sát chúng ta, trả thù cho chị cô ta đúng không? Nói một cách chặt chẽ, Du Lệ mới là chủ mưu thật sự của vụ giết Hổ. Ngụy Tử Lạc chỉ là đồng phạm thôi. Mà cái cô tự nhận là em gái Du Lệ đó, mọi người đều không biết lai lịch của cổ. Nhiệm vụ trước mắt không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào. Chuyện chúng ta có thể làm chỉ là nâng cao cảnh giác, theo dõi Hạ Du Thiến trước, giám sát chặt chẽ tiến triển của vụ việc. Đã rõ.